Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Hero Chia. Cũng khá lâu rồi khi mà mình quay một con game để chơi sau còn Paranormal Syndrome. Mình cũng khá là bận đây. Giờ thì hôm nay mình sẽ chơi game thuần chung làm bởi team của anh Dũng CT, được Studio. Để coi mình chỉnh, để mình đã chỉnh cái đặt trước khi em bắt đầu rồi, chỉnh lên đồ họa medium thì mình nhìn nó chút xíu. Buổi sáng thì mình có coi stream của ổng rồi, ổng nói cũng không có sáng được bao nhiêu á, mình sẽ chỉnh một cái mức vừa phải thôi. Có cả tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh là không được, có thể đi giờ đây chúng ta làm là phải coi credit sức được studio nhà đầu tư DTG shop. Đồng tiếng cục chuyện dẻo hunter này. Đổi thành là hunter đó anh em, bây giờ kỹ thuật là 500 anh em sẽ sẵn lời. Nói chung là mọi người trong team vượt đây là cái nhà lá vườn đồng tiếng. Trần Tấn Hunter à, cũng Hunter Caster nguyên một team cũng team được luôn. Nhà tài trợ truyền thông thì quảng cáo thì bốn kênh cọc nghe lõi, tài trợ có rót nữa. Cảm ơn bạn đã nuôi sống tự do bằng cách mua bán phải sản phẩm này. Ok Hảo, scam này các bạn đã nuôi sống siêu bằng cách mua sản phẩm này. Ok, sau sáng nay thì sau khi nghe khoảng 12 giờ nghe ông thông báo thì mình cũng đặt đặt mình mở máy lên mình coi mua. Ok giờ bắt đầu game. Chữ gì nào hồi xưa mình nhà mình cũng xài cái sàn như vậy. Sao mình lại ở ngoài này? Sao mình lại ở ngoài này? Ủa giọng của Mai Linh mà. Rên kìa, hai cái rên là chị mới lên đồng tiếng xin này. Sao mình lại ở ngoài này? Ở nhà yêu nước. Thì ảnh Covid nhà nghỉ trọ. Thôi
Sao cái đèn này kia lại tắt và cái cửa này lại mở ra? Em đi rồi. Chị ơi, chị có thể nào mà chị ngồi dậy, chị đi vô nhà vệ sinh đúng chứ, như làm gì em sợ lắm. Thiệt. Tao cũng đi cứu rồi. Hảo. Ủa cái này không? Cho em đi vô. Cho em vô. Máu à, em vô đây em trốn nha, đi đây em trốn nha, đóng đóng cửa đây rồi. Có cái đèn không, có đèn ở đây không mọi người? Đèn. Sao đây thế? Đàn nghe thảm thương vậy? Ai chết hả? Ai à? Vậy? Vô vàng sớm ơi, cho em vô. Đừng nghe lại tí gì đó. Nãy như ảnh trên bàn thờ của Mai Linh đúng không? Có lẽ có cái gì rớt không? Gì mới rớt vậy? Gì mà rớt hả ta? Ủa? Thì tao phải làm gì? Quay lại à? Ồ, quay trong hỏi đằng kia. Cái gì vậy? What the fuck? Con chim?
nha. Game đắt mạnh luôn. Chưa vô. Thôi nãy giờ mày khởi đầu thôi à. Ok. Thuê nhà số 4 ngách 43 Trần Duy Hưng. À ok ok. Đúng là ngón này sao? À đúng rồi. Lâu Dũng lòng tiếng. Cái tình không tìm được cơ. Không tìm được cơ. Tìm nhà trọ số 4. Ok. Trần Duy Hưng hả? Này vô hẻm này đi gì đây, đi phó đạ. Xe game realistic bây giờ. Những giặt khô là hơi quần áo 12.000 ký, các loại chăn 30-100.000 ký, rèm cửa 15.000 ký, áo red các loại 40-70.000 ký. Là hơi là sao? Là kiểu như là giặt ủi hả? Ủi không? Kiếm số nhà 4 hả? Có địa chỉ nhà không? Ủa, em có địa chỉ nhà sao kiếm? Phải cái hai logo đột thức. Cho thuê phòng. Xe đẹp chứ ta. Xôi phải khúc đây. Mấy quá. Mấy khúc đây. Nhà không? Thôi thôi thôi, ám ảnh ám ảnh ám ảnh ám ảnh, không nghe không nghe không nghe. À, cứ mỗi nè lúc trước thì mọi người biết cái lúc năm ngoái mình đi giúp dịch á, sáng xíu sáng quần què nào cũng năm giờ sáng bật ngồi nghe quải cả chè đậu luôn, đang ngủ đang ngủ. Công ty gì hữu hạn cái gì đó Việt Nam mà số thế không biết. Lạc quá. Mọi người để coi mình okay, mình tắt bớt cái đó. Em tương tác được với cái gì không? À, kiểu nhà Việt Nam. Gỡ gỡ vậy. Phải nướng. Nhà số 4, nhưng mà ở đâu? Thấy mẹ chứ. Số 4 giờ nào? Hết mẹ đường rồi. Gì vậy? Giờ cái gì mưa kìa. Xoay. Chỉ là một quả bóng bình thường, có lẽ của trẻ con quanh đây. Sao lại có quả bóng ở đây? Nhà đóng kín mít. Phải bắt bóng đây. Ok.
đây hết. Chạy được. Gì đây? Con chào cô. Cháu ơi, nhặt thuộc bác lên món đồ với. Ok bác. Ok. Nước rửa bát, nước rửa chén mỹ hảo. Là nước rửa bát thông dụng, mùi thơm và lẻ. Chai rửa bát chỉ còn một nửa. Ok. Dạ. Miếng rửa bát, một tấm bóp xúc được thiết kế để cọ bát rửa, phần bề dạng mềm hơn dùng để cọ bát đĩa, còn mùi sáng thôi nó có kim loại như sông nồi. Ok, em realistic VL, sao mình không có đồ họa mình, mấy mình nó chịu không nổi. Thằng lao. Lá không? Ngồi xuống được. Ủa, gỡ gì nữa ta? Ba ơi. À, tất cả rồi chỉ đúng thứ tự. Ủa, thứ tự nào? Sao? Ở kìa. Ủa giờ này chơi sao nữa? Ủa là sao? Mẹ học thuốc mẹ. Quay thuốc đây. Ủa giờ sao mọi người? Có xếp game gì không? Bác ơi, con nhặt cho bác hết rồi, giờ sao? Ủa, ở đây. Chú ý, có một số vị trí cần lấy đồ trong inventory bằng nút Y, rồi chọn bằng nút F để tương tác. Ok. Chắc ở đây vậy. Yeah. Con chào bác ơi. Xong rồi nha. Cảm ơn cháu nhé. Bị hoa quá. Thì cháu đi đâu qua đây đấy? Đi kiếm nhà số 4 bác ơi. Dạ không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Ai mua đường nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4. Cháu có chắc không đấy? Chắc không đấy. Hả? Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Bái nhà. Ok. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Nhà số 4 ở chỗ cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Phải. Kiểu gì mới chào chị sau cái cút. Trời bác kìa, kiểu gì là flash vậy bác. Đóng cửa cái bật rồi đi mất tim mất dạng. Bác ơi. Bác. À. Bác, khúc đây.
xin ông biết không? Anh gì ơi? Anh gì ơi? Em ở trên này này. Ai đây? Ông mới cái đầu bự vậy? What the fuck? Má cái đầu bự gì? Ma hả? Em là ma phải không? Em đi, em là ai? Đứng cách xa tôi ra, đừng lại gần tôi. Xúc vỡ vỡ alo vậy. Ra nha. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ ở nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây. À Riku. Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn em. Anh nhớ rồi. Ừ. Đúng dẻo rồi. Xong rồi vô đi má. Em nhìn con hoài vậy. Đây. What the fuck? Rồi mẹ ở trên đâu? Rồi cháu lại. Em lại. Gì đây? Bé ơi, sao bé lại cười khúc khích rồi đứng ở đó vẽ gì bé ơi, làm anh sợ vậy bé. Ôi nhìn quen quá ta. Bum kìa. À bum à. Em đang vẽ gì vậy bé? Nó vẽ cái gì vậy ta? Bum ơi, cháu vẽ gì vậy cháu? Cháu bum ơi. Bum nè. Nó vẽ gì? Nó vẽ mẹ gì đâu. Cái tay nó quẹt quẹt cái gì đó, không phải nó quẹt. Con gì á? Con chim á. Chim mà sao cánh dài cánh ngắn ta? Nhìn như con chim vậy. Em ơi, tôi đã kể nghe bà chị mà nãy đâu, bà nói nhỏ mà thuê nhà số 4 nó mới nói rồi đi vô viện tháng trước sao vậy em? Kể nghe chơi. Em ơi, chắc là cầm cái xô ra đục đầu quá. Kệ nhóc đó, anh đi lên đi. Bà nhóc nha. Vô bỏ. Có tiền tao mình có giỏi. Ủa giấy dùng để phát lúc mà đi đưa xuống mộ mà ta hả? À, ngắt muốn nè. Cái gì đây? What the hell? Ủa ai mới chết vậy? Kính viếng. Ủa thì mắc mẹ không ai. What the... Ủa người đâu? Ơ? Không thấy ai có the what the fuck tiền để nguyên cái quan tài với đằng đó thì kêu bắt tôi lại trời. Kìa cho tôi đi ra. Cho tôi đi ra. Mí. Um,
anh hay chị gì đó ơi, đừng em lại thăm rồi đừng có nhảy cái kho bằng tài bóp cỡ em nha, sợ lắm á. Chú ơi, ai mới chết rồi chú? Chú ủa phải, lộn mất thật phát. Ai khóc than khúc bên kia vậy, khóc gì dữ vậy má? Cái gì vậy, cái gì mà máu không vậy? Nước đang dâng lên. Khổ chứ không phải xung quanh đây thôi. Khổ nằm đâu? Khổ nằm đâu? Nước đang lên kìa. Nước tự nhiên lên. Mật khẩu đâu? Bánh bao hả? Mật khẩu đâu? Mật khẩu đâu mọi người? Mật khẩu đâu vậy? Nó lên tới nửa gần tới cái đầu gối rồi trời. Ủa rồi mật khẩu đâu mọi người? Mật khẩu đâu vậy? Còn mật khẩu không? 0413. Không đúng hả? Không, 4 1 3. Ủa sao giờ sao? Mật khẩu nằm đâu? Dân mẹ tới nửa người rồi. Chết mẹ rồi. Giờ sao giờ? Mật khẩu nằm đâu mọi người? Mật khẩu ở đâu vậy? Khoan. Khoan. Đợi xíu. Để đi kiếm mật khẩu á. 0912707911. Không phải à? Nằm trong này phải không? 4 số 2 số 4. Hình như mật khẩu nằm trong này hay sao á. Này số 2 nè. Này số 4 nè. 24 gì đó không biết. 2437. À. Không lẽ giờ đi thử số ta, đúng không? Có mở hai cái số không? À, mật khẩu nằm trong đây à. 37 nè. 24. Nè mọi người thấy không? Số 2 nè. Số 4 nè. Đó. Nè thấy không? Số 3 nè. Số 7 nè. Ok.
2427 3724. Ok. Hộp khảm trại. Chiếc hộp khảm xảo có khóa bằng một số trong công việc quan trọng gì đó. Cho em mở anh ơi. Bàn gò bên dưới có cái số. Chấm thua tao hùi. Biết là nó chết rồi, khóc gì chi nữa cho mệt, được ảo hoang nhờ khóc thuê. À không, chắc người nhà mất á. Vậy ok bao hàng mấy phòng? 3724 2 nữa. Vậy là 2437. Đúng không? 2 4 3. Yeah. Cái gì không đây hả? Một nửa shipper nữa kia là. Em ra. Chạy rồi. Yeah. Chết cháy luôn. Hay lắm. Không, như đó không phải là hũ máu bắt lửa được ta. Nhìn giống máu lắm. Ôi sao giờ chết hả? Game gì hết game lại vậy? Tí gì vậy? Tìm đường vào nhà. Ok. Gà tôi không đi thuê nữa. Ghê quá. Mới vừa mở cửa vào bắt cả mé nó chết. Mé nó chết cháy rồi. Mẹ. Thôi chắc bữa sau mình sẽ tiếp tục cái game này. Game này ok. Rồi em mình sẽ tiếp tục quay con game này.